chào tất cả quý vị khách hàng. Hiện tại Nhân đang đứng ngay công viên Thời Gian, vì nó có một cái tháp đồng hồ đó, nên là công ty đặt luôn là cái tên là công viên Thời Gian. Thì trong một khu mà có những cái công viên mà nó đẹp như vậy nè, lại nó có những cái dụng cụ tập thể dục đó, thì rất là hiếm nha mọi người. Như Nhân hôm trước là Nhân có đi tham khảo ở một khu ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh nhưng mà nó thuộc Bình Chánh giáp lại với Long An luôn mọi người, quận 8 đó, Bình Chánh. Thì có một cái khu nó cũng rộng khoảng trên 100 hectare. Nhưng mà Nhân chạy hết xung quanh vòng một khu đó là 100 hectare, nhưng mà nó không có bất kỳ một cái công viên nào hết. Đó, không có một cái công viên dù lớn hay nhỏ. Cho nên là cái cảm giác nó rất là ngợp, rất là khó chịu nha mọi người. Đó, mình ở đó giống như là mình ở để cho có chỗ ở thôi, chứ thật sự mình không có được cái gì mà gọi là riêng cho mình hết. Đó, cho nên là cái khu cứu sinh của mình được một cái là rất là nhiều công viên, và mỗi cái công viên là nó sẽ trải đều cho mỗi một khu. Đó, mỗi một khu ít nhất là có khoảng 2 đến 3 cái công viên lớn hoặc là nhỏ nha mọi người. Thì hôm nay Nhân sẽ nói về cái vấn đề là mình có nên đầu tư nhà phố hay không. Thì đầu tư nhà phố á, thì nó sẽ được cái gì đó, và nó sẽ mất cái gì. Đó, thì Nhân sẽ nói ngắn gọn thôi. Thì như hiện tại của mình là 270 căn nhà phố bán trong đợt chính này, là một cái đợt mà tung ra sản phẩm là bán nhà nhiều nhất từ đợt 1 cho tới đợt 9 mọi người. Là không có đợt nào mà bán nhiều như đợt này hết. Thì cho nên là cái cơ hội của mình đầu tư nhà phố là sẽ chênh lời rất là cao. Cao vì sao ạ? Vì nhà phố là sẽ một tập đoàn, tức là một công ty mới làm được điều đó. Còn nếu như mình là dân thì không thể nào mình làm được một cái điều là mình xây một loạt nhà nó giống nhau như vậy. Nó chỉ có công ty bên các tầng gốc xây lên và bán thì nó có đạt được những điều đó. Thì sau này ví dụ như mình muốn ở được một khu sạch đẹp và nó sang trọng như vậy thì nó không còn nữa. Cho nên là mình đầu tư rất là hay cái chỗ đó. Và sau này ví dụ như công ty có xây nhà đi chăng nữa thì cũng không xây hàng loạt, thứ nhất là không xây hàng loạt, và xây những cái vị trí sẽ không được đẹp như hiện tại đó. Cho nên đó là một cơ hội để mình đầu tư, để sau này mình bán lại cho những khách hàng ở đó. Thì Nhân cũng chia sẻ luôn là những cái người mà có nhu cầu thật, tức là có nhu cầu ở, thì họ lúc nào cũng chịu thiệt hơn tất cả những cái người mà mình đầu tư. Tức là người đầu tư họ lúc nào cũng đi trước đó, và họ có một cái rủi ro gì đó thì họ dám bỏ tiền ra, và họ sẽ có rủi ro này kia nhưng họ vẫn chấp nhận, họ xin lời. Còn cái người ở của mình đó là mình sẽ cảm thấy là nó phát triển rồi, nó có dân ở rồi đó, và người ở rồi á thì lúc đó là cái người mà muốn ở thì mới dám về ở. Cho nên là tức là lúc đó là đã mua lại rồi, nó mua lại của những khách đầu tư rồi, cho nên là lúc nào cái giá nó cũng cao hơn, nó cũng mắc hơn hết đó. Thì một cái ví dụ rất là đơn giản, giống như là ở dưới quê á thì bán trái cây, ở Sóc Trăng á thì bán những cái hàng trái cây là ở dưới quê nó tầm khoảng ví dụ như hồi đó là mận hoặc là măng cụt đi, ở dưới là nó bán tầm khoảng nếu mận khoảng 1.000 một ký thôi mọi người, còn măng cụt thì giờ hiện tại cũng 20.000 một ký, nhưng mà lên tới Sài Gòn rồi bán lại 60-70.000. Tức là cái người mà mình người cuối cùng á, người sử dụng và người ăn á, lúc nào là cái người đó cũng chịu thiệt hết đó. Cho nên là nhưng mà được một cái là mình được một cái là mình chắc ăn, đúng không ạ? Còn như bây giờ á là tất cả những người, em xin nhắc lại luôn là tất cả những vị trí của nhà phố đợt này á là không còn hàng loạt như vậy nữa. Tức là sau này mình xây nhưng mà tầm khoảng 5 căn, 10 căn hoặc là 15 căn là hết cỡ thôi, chứ không có nhiều nữa. Và mình mua nhà thì được cái gì? Mình mua nhà là được một cái là mình trả chỉ cần 50% thôi. 50% căn nhà 1 tỷ đi, mọi người trả 50% là trả 500 triệu. Thì mọi người nhận được căn nhà để ở. Nó hay cái chỗ là mình chỉ cần 500 triệu nhưng mà mình mua được căn nhà 1 tỷ, tức là mình ở được căn nhà 1 tỷ. Nếu như mình đầu tư thì mình trả góp. Đó, mình trả góp thì hai cái chỗ này, tức là mình trả 500 triệu rồi thì mình đang trên đà góp á, thì sau này có những khách hàng họ đến sau, họ không biết khu này và vô tình biết khu này xuống đây mua á, thì họ trả lại cái số tiền mình đã góp cho cái số tiền ban đầu mình trả, và cái số tiền còn lại họ tiếp tục góp cho công ty đó. Cho nên rất là dễ. Và còn nếu như mình đầu tư lâu dài, tức là trước mắt mình chưa có nhu cầu ở, thì mọi người có thể cho thuê. Tức là mình cho thuê thì em ví dụ 3 triệu một tháng thôi,
thì mình góp trong vòng 2 năm thì mình kiếm được cũng rơi vào tầm khoảng 70 triệu rồi. 2 năm 70 triệu. Thì lúc đó là cái căn nhà mình mua là mình tính nhưng mà sau 2 năm mình góp xong thì lúc đó căn nhà mình mua 1 tỷ thì cái giá nó đã là 1 tỷ rưỡi hoặc là 2 tỷ. Thì quay lại, nếu mà quay lại thì lúc đó là tính ra mình mua căn nhà đó chỉ tức là mình lời 500 triệu thôi nha mọi người. Với lại cái số tiền mà mình đã cho thuê trong vòng 2 năm là 70 triệu nữa, là mình được 570 triệu. Tức là sau 2 năm mình mua căn nhà đó với cái giá là chỉ là 430 triệu thôi, đúng không ạ? Đó, tức là sau 2 năm là mình mua căn nhà đó chỉ 430 triệu thôi. Đó, còn cái người đến sau họ mua đó thì họ phải bỏ ra, tức là tổng số tiền đó tức là khoảng đúng 1 tỷ rưỡi. Đó, tức là họ mua cái căn nhà đó với cái giá 1 tỷ rưỡi. Còn cái khách đầu tư là họ chỉ mua căn nhà đó với cái giá là chỉ có 430 triệu thôi. Đó, cho nên là đầu tư nhà phố thì được những cái lợi đó. Tức là được những cái lợi là những khách hàng xuống cần nhà gấp. Chẳng hạn như họ trên Sài Gòn á, thường là có một cái điều là cha mẹ bán nhà để chia tài sản cho con cái đó. Thì họ sẽ xuống những khu vực vùng ven để họ mua lại. Chứ còn bây giờ bán nhà Sài Gòn rồi mà mua lại nhà Sài Gòn á, thì cái điều đó rất là khó. Bởi vì cái số tiền mình không đủ, cho nên phải xuống vùng quen, thì xuống những cái vùng này để mua lại nhà. Đó, cho nên là mình đầu tư là có lợi những chỗ đó, là mình bán lại cho khách hàng sau, tức là họ cần nhà ở liền, đúng không ạ? Còn thêm một cái nữa, tức là cái dở của bên đầu tư nhà là vậy. Tức là khách hàng thì ít khách hàng hơn, tức là cái số lượng mà người mà muốn căn nhà liền đó thì cũng có nhưng mà rất là ít nha mọi người. Cho nên là mình tức là mình muốn đầu tư nhà thì trước mắt là mình phải có một cái số vốn đó, tức là mình có một cái số vốn phải vững mới được đó, tức là mình có cái số vốn để mình trang trải cho cuộc sống sau này, chứ không phải là mình thảy hết 500 triệu cái vốn từ trước giờ mình làm mình có mà mình đưa vào hết trong đó thì cái đó mình cũng tự chết thôi nha mọi người đó. Cho nên nếu mà đầu tư nhà phố thì mình phải có một cái số vốn hơn cái số vốn hiện tại mình phải trả cho căn nhà đó để mình sinh sống sau này đó. Thì chỉ có một cái duy nhất thôi, tức là mình đầu tư nhà thì khó bán hơn đất nền đó, chỉ có một cái duy nhất thôi. Còn cái lợi thì rất là nhiều cái lợi nha mọi người đó, như nãy giờ em chia sẻ cho mọi người đó. Rồi, chào tất cả mọi người.